Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngày Mai. Không biết các bạn có như mình đã từng tò mò muốn biết thu nhập hàng tháng của các kênh YouTube là bao nhiêu không? Để thỏa mãn sự tò mò đó thì mình đã tạo lên kênh Chuyện Ngày Mai để chuyên review về mức thu nhập hàng tuần, hàng tháng và hàng năm của các kênh YouTube. Các số liệu sẽ được một trang quốc tế chuyên thống kê về mức thu nhập của các nhà sáng tạo nội dung hay còn gọi là YouTuber. Để không bỏ sót một video nào thì các bạn hãy bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chào các bạn. Theo lời đề nghị của mọi người thì hôm nay mình và các bạn cùng đi review kênh của Misi Gaming các bạn nhé. Misi Gaming hay còn gọi là Độ Misi. Anh tên thật là Phùng Thanh Độ. Anh sinh năm 1989 tại Cao Bằng. Anh là một nam streamer, một YouTuber nổi tiếng tại Việt Nam. Trước khi bước chân vào con đường streamer và YouTube thì anh là một nhân viên văn phòng và có tình yêu mãnh liệt với game. Sau đó, anh bắt đầu streamer với tựa game bắn súng nổi tiếng của Vanver với mục đích là tìm niềm vui và thỏa sức đam mê. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào xem thông tin về kênh của anh. Về thông tin của kênh thì hiện kênh của Độ Misi có 7,4 triệu người đăng ký và kênh hiện có 2.765 video đã được đăng lên. Kênh thì có 3 tỷ 307 triệu 582.848 lượt xem các bạn nhé. Kênh của anh thì được đăng ký tham gia vào ngày 24 tháng 11 năm 2012. Như vậy là kênh của anh năm nay đã hoạt động được 12 năm rồi. Kênh của anh thì được đăng ký tại quốc gia là Việt Nam. Còn bây giờ chúng ta cùng đi vào xem thông tin các video của anh. Về các video thì video mới nhất thì được anh đăng cách đây 4 giờ trước với tựa đề Đội trưởng Độ Tày cùng tuyệt chiêu bóng đá bằng mồm. Thì hiện video này của anh đã mang về là 68.000 lượt xem các bạn nhé. Hay là cảnh sát trưởng đội Misi mang đại dịch đường hô hấp lây lan toàn thành phố. Và video này anh đăng cách đây 5 giờ trước cũng hiện có 224.000 lượt xem các bạn ạ. Rồi tựa đề video là hành trình hồi sinh nhà Vanderboom của độ Misi. Hiện video này anh đăng cách đây 2 ngày trước và cũng có 387.000 lượt xem. Rồi tổng hợp những tình huống vui trên streamer của độ Misi. Thì video này anh cũng đăng cách đây 5 ngày trước và hiện có 439.000 lượt xem. Và các video khác của anh cũng được đăng cách đây khoảng 7 và 8 ngày, 12 ngày trước cũng ở con mốc là vài trăm nghìn lượt xem các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng vào xem các video phổ biến của anh. Về video phổ biến thì được anh đăng cách đây khoảng 2 năm, 3 năm, 4 năm về trước. Video được anh đăng cách đây 2 năm trước với tựa đề là Mộ Tộc 2 với lượt xem là 61 triệu lượt xem các bạn nhé. Các bạn thông cảm mà về vốn ngoại ngữ của mình thì nó hơi ngu một xíu, cho nên các bạn có xem thì cũng đừng có chửi gì mình nhé. Còn các bạn chửi mình thì các bạn cũng chỉ như mình mà thôi. Với tựa đề là Stream đến bao giờ độ Misi thì hiện video này anh đang cách đây 3 năm trước và hiện có 33 triệu lượt xem các bạn ạ. Rồi Tộc Ca Phúc Du thì, hiện video này anh cũng đăng vào 4 năm trước và có 20 triệu lượt xem. Rồi Misi Vlog 3 ngày ở Hàn Quốc ăn cua hoàng đế. Video này cũng được anh đăng cách đây 4 năm trước và hiện có 16 triệu lượt xem các bạn ạ. Các video khác của anh cũng vậy, anh đăng cách đây 3 năm, 4 năm và 5 năm trước cũng ở con mốc là hơn chục triệu lượt xem các bạn nhé. Lượt xem rất là mơ ước của nhiều YouTuber. Còn bây giờ chúng ta cùng đi vào xem các video cũ nhất của anh. Về video cũ nhất thì được anh đăng cách đây khoảng 6 năm và 7 năm về trước và với tựa đề là về các game bắn súng các bạn ạ. Ví dụ như là Misi Gaming 3 với 1 Ninja. Thì hiện video này anh đăng cách đây khoảng 7 năm trước và hiện có 306.000 lượt xem. Rồi thì Misi Gaming tóm tắt giải đấu. Hiện video này anh cũng đăng cách đây 6 năm trước và có 216.000 lượt xem. Và các video khác của anh cũng vậy, anh cũng đăng cách đây 6 năm trước và hiện cũng có vài trăm nghìn lượt xem các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đi vào xem về các con số chi tiết mà đã được một trang quốc tế thống kê về mức thu nhập của kênh đem lại cho anh. Đây mình đã vào trang chính của anh. Thì đây là các con số đã được một trang web quốc tế thống kê chi tiết và mình dựa vào những cái con số này để giải thích và tính thử xem về mức thu nhập hàng tuần, hàng tháng và hàng năm của kênh đem lại là bao nhiêu các bạn nhé.
Thì hiện tại kênh của anh đang được đề xuất ở mức B cộng, và 30 ngày gần đây kênh của anh được 90.000 lượt đăng ký mới. Với lượt đăng ký này thì kênh của anh được đề xuất tăng lên là 80% các bạn nhé. Và 7 ngày gần đây kênh của anh được thêm 10.000 lượt đăng ký mới. Còn đây là lượt xem của kênh đem lại trong vòng 30 ngày vừa qua. Thì 30 ngày vừa qua kênh có thêm là 55 triệu 175.000 lượt xem mới, và với lượt xem này thì kênh được đề xuất tăng lên 5,3%. Còn đây là lượt xem của 7 ngày gần đây. 7 ngày gần đây kênh của anh có thêm 11 triệu 012.091 lượt xem mới các bạn nhé. Còn đây là mức thu nhập của kênh đem lại, có mức dao động từ 165.500 đô cho tới 2 triệu 600.000 đô các bạn nhé. Còn dưới đây là các lượt đăng ký mới của các video đem lại hàng ngày các bạn nhé. Còn đây là lượt xem của các video, còn đây là doanh thu của các video đem lại hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Như vậy chúng ta sẽ thử đi tính xem thu nhập kênh của anh một tuần, một tháng, một năm là khoảng bao nhiêu. Thì chúng ta cùng mở máy tính này. Thì một tuần vừa qua kênh của anh có 11 triệu 012.091 lượt xem. Chúng ta sẽ chia cho 1.000 nhân với hệ số tham chiếu RPM tại Việt Nam là 0,65. Như vậy kênh của anh 7 ngày gần đây có doanh thu vào khoảng 7.157,85 đô la các bạn nhé. Chúng ta nhân giá đô la là 24.000. Như vậy 7 ngày vừa qua kênh của anh có mốc doanh thu vào khoảng 171 triệu 788.000 các bạn nhé. Bây giờ chúng ta thử đi nhân 30 ngày vừa qua với mức tăng trưởng là 5,3% thì kênh của anh có doanh thu bao nhiêu. Chúng ta sẽ lấy 55 triệu 175.000. Chúng ta chia cho 1.000 nhân với hệ số 0,65. Như vậy kênh của anh 30 ngày vừa qua với mức tăng trưởng 5,3% lượt xem thì kênh của anh có doanh thu vào khoảng 35.863,75 đô la. Chúng ta nhân với giá đô la là 24.000. Vậy là 30 ngày gần đây kênh của anh có doanh thu vào khoảng 860 triệu 730.000 các bạn nhé. Bây giờ chúng ta thử đi nhân mức thu nhập trung bình của kênh đem lại một năm là bao nhiêu. Chúng ta sẽ lấy 165.500 đô cộng với lại 2 triệu 600.000 đô chia cho 2, rồi chúng ta nhân với lại giá đô la là 24.000. Như vậy một năm kênh của anh có doanh thu vào khoảng 33 tỷ 186 triệu các bạn nhé. Với con số đã được trang web quốc tế thống kê chi tiết như vậy thì là kênh của anh chưa có bao trừ thuế các bạn ạ. Và với mức doanh thu này thì mình cũng xin chúc mừng cho chủ kênh. Và các bạn nên nhớ mức thu nhập của kênh sẽ không cố định vào một mức nào hết, còn phụ thuộc vào lượt xem của các video đem lại và cũng như là lượt tương tác với các trang quảng cáo và số lượng các video quảng cáo và thời lượng video của kênh đem lại các bạn nhé. Mức thu nhập sẽ không cố định, mà có thể tháng này kênh của anh ở mức này nhưng có thể tháng sau kênh thu nhập cao hơn hoặc tháng trước thu nhập cao hơn. Thế cho nên là các bạn đừng thắc mắc tại sao một tháng doanh thu của anh có hơn 800 triệu mà tại sao một năm của anh lên tới mấy chục tỷ. Các bạn đừng có thắc mắc như vậy. Có thể cái tháng này của anh là chỉ đạt được có chưa đầy 1 tỷ, nhưng mà tháng sau hoặc là những tháng trước đó doanh thu của anh đạt tới cả tỷ, 2 tỷ, thậm chí 3, 4 tỷ cũng có. Bởi vì nó còn phụ thuộc vào lượt tương tác với các trang quảng cáo và số lượng quảng cáo. Và cái thu nhập chính là nhờ vào các video quảng cáo. Chứ còn lượt xem của kênh này nó còn phụ thuộc vào lượt xem của các vùng lãnh thổ và các quốc gia nào đó. Ví dụ như kênh của anh nếu như lượt xem mà toàn là người Việt Nam trong nước xem thì cái mức thu nhập sẽ không cao. Nhưng ngược lại cũng lượt xem đó mà là người của nước ngoài và ở các nước ngoài họ vào họ xem thì thu nhập của anh sẽ cao hơn. Cho nên các bạn đừng có thắc mắc tại sao một tháng doanh thu của anh có hơn 800 triệu mà một năm lên tới mấy chục tỷ. Cho nên các bạn nghe lời giải thích của mình thì các bạn mới hiểu, chứ các bạn cứ tua đến xem kết quả là doanh thu xong rồi các bạn không nghe được những cái lời mình giải thích ra, các bạn cứ đặt câu hỏi. Cho nên là nhiều câu hỏi là mình thấy không đáng để mình trả lời, cho nên là mình cho bỏ qua. Cho nên các bạn đừng bảo là tại sao là hỏi mà chủ kênh không trả lời các bạn nhé. Như vậy là mình đã review xong của kênh của Độ Misi. Các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.
Các bạn muốn mình review kênh nào thì hãy để lại bình luận phía dưới. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.